Công an tỉnh Bắc Giang vừa khởi tố 4 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, gồm Mạc Đăng Thanh, sinh năm 1992, trú tại xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, Nguyễn Thị Thanh Hiếu, sinh năm 1968, Nguyễn Thị Kim Thúy, sinh năm 1973 và Lê Quý Thanh, sinh năm 1968, đều trú tại thành phố Hà Nội. Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2020 đến nay, đối tượng Mạc Đăng Thanh đã giả danh cán bộ thuộc đơn vị Tổng cục của Bộ Quốc phòng và Thanh tra Bộ Quốc phòng, rồi được chuyển sang làm Phó Vụ trưởng thuộc Ban Nội chính Trung ương. Đồng thời cũng giả danh là Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Huy Hoàng, có trụ sở tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, để lừa đảo chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng của một số công ty cá nhân dưới hình thức chạy xin việc, chạy dự án, chạy án. Các đối tượng Nguyễn Thị Kim Thúy, Lê Quý Thanh và Nguyễn Thị Thanh Hiếu tự nhận có mối quan hệ với cán bộ cấp cao của Bộ Tài chính và một số người đầu ngành, có thể vay vốn với lãi suất cho các doanh nghiệp, chạy chức, xin làm chủ đầu tư thi công, xây dựng các dự án về công trình đô thị, các dự án ở khu công nghiệp. Với các thủ đoạn trên, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng và 15.000 đô la Mỹ của các bị hại. Khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật, trong đó có một số dấu tròn của các công ty, doanh nghiệp, dấu chức danh các loại, biển xanh xe ô tô. Giấy chứng nhận quân đội nhân dân được xác định là giả, một bộ đèn dành cho xe ưu tiên, hai xe ô tô nhãn hiệu Fortuner, một số tư trang của lực lượng quân đội nhân dân, laptop, máy tính bảng, CPU máy tính, 14 điện thoại di động các loại, 20 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ, tài liệu khác có liên quan.